dân số ở vùng nông thôn đài loan đang bước vào giai đoạn lão hóa đa số thanh niên thì lại có xu hướng ra thành phố làm việc nên ngành nông nghiệp thiếu hụt nhân lực trầm trọng lấy ví dụ như ngành trồng dừa ở huyện bình đông việc thu hái dừa không có người đảm trách và hy vọng chính phủ mở cửa tuyển dụng lao động di trú cho ngành nông nghiệp nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực <laughs> Để leo lên ngọn những cây dừa cao vút luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm nhất định. Người hái dừa được trang bị nhiều thiết bị để đảm bảo an toàn như mũ, dây đinh và dây xích. Bên cạnh đó, còn đòi hỏi người hái dừa phải có kỹ thuật cao và lòng gan dạ. Do nghề này khá vất vả và nguy hiểm nên hiện nay phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng. các cái <laughs> nhìn những trái dừa chính rơi rụng khắp nơi là cảnh thường thấy tại các vườn trồng dừa. Do không có thanh niên chịu theo nghề nông, khiến cho dừa năm nay không có người thu hoạch. Dù thiệt hại trầm trọng nhưng các hộ trồng dừa cũng chỉ biết tiếc nuối chứ không có cách cứu vãn. Cho ngày, dù đi đường bà lặng theo dừa, ngày ít nhận xám tỏa bị thổ thai hết, băng cố kỳ này dừa. Tết, tố mạnh cái <laughs> dừa, chậu chăng chăng nè. Trong đó dừa như màu thú chai xù, tên kia là tết, tên kia là chậu để đảm bảo thu hoạch những hộ trồng dừa tự mình thuê những lao động phi pháp để hái dừa thế nhưng có người bị sở di dân phát hiện và bị phạt hơn cả trăm nghìn đại tệ trước tình hình thiếu hụt lao động trầm trọng nông dân trồng dừa chỉ biết trông chờ vào chương trình tuyển dụng lao động nước ngoài cho ngành nông nghiệp của chính phủ. sự phạt rất là nghiêm trọng, ít nhất 150.000 đến 750.000 cái xử phạt. Bọn anh nông nông dân trồng theo các hộ trồng dừa hiện giá dừa tại nơi thu hoạch là rất thấp, mỗi cân chỉ khoảng 2 đến 3 đại tệ, cộng thêm phần tổn thất không kịp thu hoạch, khiến cho cuộc sống của họ càng thêm bấp bênh, hy vọng chính phủ có thể quan tâm hơn nữa và tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn trước mắt.